Bây giờ chị đang về nhà rồi, xuống đi. Ôi, cả nhà ra đón luôn, vui quá ta. Mà mở cốp sau xe là lấy đồ ra dùng cái. Ra cho bà Xui ra đi. Hai bà Xui. Mình bỏ cái mệt ra, nhức đầu cho luôn. Này này thấy bà Xui nhìn đẹp gái ra đúng không? Lấy đồ ra đi con, lấy đồ trong trong xe ra đi. Con rể đâu rồi? Qua chào mẹ kìa. Con rể. Con rể tâm sự với mẹ. Xách hết đồ ra đi. Lấy hết ra. Dạ. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Hậu Giang các bạn. Thì sau ngày cưới thì hôm nay chị Trang đưa mẹ chồng cũng như chồng về Hậu Giang để chuẩn bị làm giấy kết hôn cũng như thăm lại gia đình bên nhà vợ các bạn. Thì hiện tại bây giờ thì về đến chợ thì bắt đầu là cũng ghé chợ để mua ít đồ ăn về để ăn cùng với gia đình. Nên là cô có nhờ mình chở đi cùng cho nên là mình mới đi theo để phụ gia đình khi di chuyển. Thì hiện tại bây giờ là hôm nay về thì sẽ đi xin giấy chứng nhận độc thân cho chị Trang này, rồi làm đám cưới này, rồi đi làm giấy kết hôn này. Thì giờ về đến đây thì mẹ chồng cũng như chồng chị Trang đang đi vô trong chợ để mua ít đồ ăn để mang về nhà mẹ ruột của chị Trang để nấu ăn cũng như ăn uống. Thì xin giấy độc thân và làm cái giấy kết hôn luôn. Hai mẹ con dâu dẫn mẹ chồng đi này, dẫn cả chồng đi này. Biết là gia đình đang đi mua cái món gì đây để về mang về cho nấu ăn ở nhà bà Xui. Mua về cuốn bánh tráng hả? Mua rau củ gì không? Bên kia có rau củ kìa. Chú ơi, mua gì chú? Mua cái gì nữa không? Rau, leo, khô. Kế bên có cái sạp rau. Có đủ không? Có đồ không? Nhìn rau nhìn ngon nhỉ. Thế có đầy đủ rau thơm để về cuốn ạ.
Đang quay phim kìa. Trả tiền thịt trước đi cô. Cảm ơn nghe. Là 55. Em bán thiếu luôn. Em bán thiếu cho luôn nè. Xách túi thịt chưa? Xách túi thịt chưa? Còn mua gì nữa không? Mua gì nữa không? Mua trái cây hả? Trái cây chắc vào trong kia hay là lùi ra ngoài kia có kìa. Rồi đi vô trong kia mua trái cây. Trong kia hay ngoài đây? Trái cây ở trong kia hay ngoài đây? Rồi đi ra luôn. Đủ chưa? Đủ đồ chưa? Trái cây trong kia hay ngoài đây? Trong kia thấy bán trái cây kìa. Đó đó. Đi mua đầy đủ đồ rồi về là chỉ biết nhau thôi. Lâu lâu lên thăm bà xui mà. Con rể lên thăm mẹ vợ. Tỏi đấy hình như là tỏi tỏi Ninh Phan Rang Ninh Thuận đấy. Để chú em gọi cho, gọi về cho nó rồi em gọi liền cho. Lấy chùm nho kìa. Hôm bữa bà Xui bệnh nha, bà Xui không có lên được. Hôm nay là cưới xong ổn định cuộc sống rồi thì bắt đầu là bà Xui bên chồng xuống thăm bà Xui bên vợ. Bên kia kìa, bên kia ngon hơn à. Mua và kêu người ta, mua kêu người ta bỏ trong cái hộp mình mới mang về được. Ừ, mình mang về. Mang nhưng mà để vô tủ lạnh. Thôi nhưng mà mai nay mai khỏi mua để lên trên đó biết đâu bà Xui bảo mua bà tặng thì sao? À, làm một hũ đi, mua một hũ. Thôi chưa tính tiền mà. Ê thôi, tính mà vậy gì ăn nhau mà tội vậy.
gì đâu anh về. Thế là mẹ chồng cũng thích ăn bà khí à? Ai cười cười đúng không? Mình thích thì mình cứ ăn à. Kêu cô đó cô bán cho chị mua luôn đi chị. Chị kêu người ta. Lấy bao nhiêu bạc phía con cắm hũ nhẫn hũ cho ký hay gì? Cô thấy à, cho con cái hũ 3 ký cô thấy. 1 ký 3 ký đó đựng được 1 ký kia mà. Đã cưng lửa cho bà tờ bà nhựa cho. Bà ngoại. Năng không anh Tuấn? Năng không? Hôm nay về thăm mẹ vợ có hồi hộp không? Nay về đi thăm mẹ vợ ha. Đâu lúc đầu thì nó còn hơi như ấy. Bây giờ mình là con trong nhà rồi cho nên bình thường rồi đúng không? Lúc trước thì chưa phải là con rể cho nên là hồi hộp. Bây giờ là rể chính thức rồi đúng không? Coi chừng chạy tóc lại về chạy ôm vừa mày vợ. Mấy này bảo không? Thế bảo không? Thì mẹ vợ cũng là mẹ mình đúng không? Mấy anh ấy hỏi tay không có về được. Giờ mẹ vợ về mừng có mẹ vợ năn nỉ. Hôm trước là lúc mà lo đám cưới lu bu quá cho nên là mẹ Bình không có lên thăm được đúng không? Mẹ không có lên được đúng không? Hai ba bữa điện mẹ. Hai ba bữa là điện cho mẹ lần. Hỏi ý chịu không? Bên này có loại này được không? Có mới đi về ngoài để chắc thì làm liền. Quen rồi đúng không? Cô không phải là người miền này mà ăn được cả bà khí luôn hay gì ta? Hiền lắm hả? Đủ chưa? Mua gì nữa không? Đâu, dầm. Dầm lại mua pin còn nữa thật. Cái đó ra đường trước kia mình mua xong mình kêu bỏ lên xe luôn. Ủa cô nè, 270 không có 203 ha. Cái kêu nào có tính tiền. Không nghĩ đi ha, cảm ơn cái kêu ha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Rồi đi luôn. Mua đồ để về nhà bà Xui á. Oh,
xe kìa, xe kìa, xe kìa, xe kìa. À. Dạ đúng rồi. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Mai mốt đừng có năng nỉ mà xin nha. Tới luôn, tới luôn, đi tới luôn. Tới đây bắt tài rồi. Sao bên kia đường nó có tạp hóa kìa. Là mua nước ngọt nữa là xong rồi. Bỏ cốp xe hay là bỏ ăn cước. Bây giờ chị Trang vén nhà rồi xuống đi. Ôi, cả nhà ra đón luôn, vui quá ta. Mà mở cốp sau xe là lấy đồ ra dùng cái ra cho bà Xui ra đi. Hai bà Xui. Mình bỏ cái mệt ra, nhức đầu cho luôn. Này thấy bà Xui nhìn đẹp gái ra đúng không? Lấy đồ ra đi con, lấy đồ trong xe ra đi. Con rể đâu rồi, qua chào mẹ kìa. Con rể. Con rể tâm sự với mẹ. Xách hết đồ ra đi, lấy hết ra. Dạ. Đúng rồi, lấy hết ra để cái những cái nào em đưa em coi nào, ra em coi nào. Lấy mấy thùng bia thứ ra chưa? Đấy con về, con rể với bà Xui về thăm vui không bà? Vui lắm. Ai, hôm bữa là bà bệnh và không có lên dự đám cưới được. À nay bữa nay uống sữa cho mập lại nữa. Ai chết. Rồi chờ con xíu. Rồi vô luôn. Chờ mẹ đi đi. Dắt mẹ vô. Gia đình nhà mình hôm nay đông vui ha. thấy con nó vẻ mừng quá đúng không? Dạ, hôm nay thấy bà Xui nhìn trẻ ra đấy đúng không? Hồi
sáng thấy hả mẹ? Ừ. Nói về mẹ luôn. Út lùi lên đây đi chút Út. Lùi ra sao Út? Bớt lên, bớt xin nhiều chứ cho. Trời ơi, trời, để về nắng đi, hồi đây thăm. Đây đây bà Xui. Bà Xui con rể xuống thăm gia đình. Chồng này bà. Chồng nhìn đẹp trai đúng không? Đi đi về tí đấy. Xin chào. Thăm về thăm. Cả làng ai cũng yêu thương như thế này mà cứ bảo là nọ kia. Bà con hàng xóm gì cứ thấy về là chào tưng bừng đúng không cô? Dạ, nói chung là gia đình mình thì mình biết gia đình mình thôi đó à. Chốc nữa lại mời. Rồi tới nhà rồi. Đúng rồi, đi vô đi con. Trời ơi, bộ chập linh lá chứ không có còn chỗ nào chứ. Chập linh lá luôn. Dạ, hết rồi á. Hết rồi. Năm bữa ngày nó xong. Phô phô anh... Mẹ, cho nghỉ bữa nè. Con nghỉ buổi chiều á. À. Rồi, tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Ồ, có một giường đồ. Ồ, nãy nhìn vậy mà nhiều đồ chứ vậy? Mang nhiều đồ vậy hả? Mang nhiều rồi bà chồng mua rồi của nhà rồi mua nữa. Mang mang về cho để nấu cơm nấu nước ăn nè. Cái này cũng thờ mẹ chị. Thờ mẹ này nha. Cho hai vợ chồng lấy đồ ra cúng đi, thắp nhang cho ông bà đi. Cô ba giàu lắm hả? Cô ba lấy chồng giàu hả? Đây đồ ăn lấy ra để làm đồ ăn đó nè. Mình cứ làm chuẩn bị đồ ăn trước thì tí mình ngồi mình nói chuyện sau. Này đồ mình mang, có cả đồ mình mang ở nhà mình đi đúng không cô? Hai bao kia là bưởi mấy cái gì? Bưởi đu đủ hả? Đây, bánh chia ăn nè. À, mang bánh cho các cháu kìa, thấy không? À. Có trái cây đó, mấy đứa qua Linh nhận bánh, nhận ổi kìa, lấy trái cây ăn kìa. Nó bỏ giường cho mấy đứa nhỏ để lấy cái rổ hay cái gì ấy bỏ coi. Măng là đồ ăn. Đấy, xếp vào cái đĩa đấy anh Tuấn. Xếp vào cái đĩa. Cái chùm nho bỏ một bên, còn bên kia bỏ một bên đúng không? Một chùm nho với một cái đĩa kia được rồi. Ừ. Lấy một chùm nho bỏ một đĩa, còn cái kia bỏ một đĩa là cũng hai bên được rồi. Rồi chùm nho đấy bỏ bên, mang ra bên mẹ ấy. Mấy bàn? Cái đó giò bà. Giò mà nhiều dữ vậy, 5-6 cái rồi hả? 3 cái. À 3 cái hả? Để lấy mấy cái đồ cái để rửa để nấu ăn nữa cơ. Mình bắt miếng sau để mình trụng cái này để mình làm nè. Đây con rể về thắp nhang này. Là mình để bàn nào?
Bà nó hả? Từ từ kêu chị Trang rồi. Từ từ để cẩn thận nó không sập á. Không, không sập đâu. Sập không? Không, không sập đâu, vậy thì sập rồi. Cái chùm nho bự ấy nha. Để sát vô chị. Ô khéo khéo. Qua 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 để dùng cái, để dùng cái không lão mày nó có. Khéo nó sập. Ồ đó đó, đúng rồi, đúng rồi. Để sát vô tí nữa không? Lấy thêm một đĩa để lên bàn trên này không? Còn một đĩa, ờ để cho nó một đĩa nữa. Ờ còn bên đấy còn hai đĩa mà đúng không? Để cả để bên đây không? Bây giờ này có nghĩa là cái đĩa này bỏ ở đây, để hai đĩa này ở đây luôn. Đĩa này bỏ ở đây. Cái này cũng mẹ của chị kia mà. Mẹ bên kia còn một đĩa nữa mà. Hết rồi. Hai đĩa hả? Ờ, tưởng ba đĩa chứ. Xong đấy. Mà tính chia ra không? Thì cái đĩa bàn kia để dĩa nho không thôi. Mà chia đây nè, mà trên đây mấy đi. Để xuống, bưng lên xuống, để đi. Này mẹ chia đây này, con cúng bánh lên, con cúng bánh được rồi. Rồi đó, cúng mẹ con bánh. Lấy cái dĩa nhỏ để đi. Ờ, lấy cái dĩa nhỏ để bàn dưới đúng rồi. Còn cái chùm nho chứ. Còn dừa, còn ấy nữa mà, trên kia còn trái cây, bánh trái nữa mà. Ê, tôi biết bà ấy giờ phi quá trời luôn. Ê, cái bà này có hỏi thôi, coi thì mình giúp bà mẹ ăn giúp bà. Chưa bữa lên tới Tây Ninh rầu vậy. Nè, tới rồi. Tới Tây Ninh rầu mà còn nhảy về đó đúng không? Rầu đó là thai khoản. Lấy giò cũng cũng được nè. Bà biết bà quá trời, bà chửi, bà ôm, bà chửi lộn. Bà thiền bà hôm qua cho em cưới kìa. Bà đi lên nhảy đi đám cưới không? Đi rồi quay về. À. Đi tới gì, đi tới đâu? Đi tới Ninh đám cưới giờ không biết đường đi quay về. À. Giờ biết lỗ chạy qua trời. Qua chị qua chị. Thôi hai vợ chồng vô thắp nhang đi. Thôi chị Trang qua bên đây luôn. Cái đó để một dĩa nho không thôi anh. Ờ đúng rồi. Cái đúng rồi. Dĩa nho để cẩn thận nha, lấy cái đĩa bự không? Cái đĩa bự không? Đấy là giò. Ba ký giò. Rồi, hai vợ chồng vô thắp nhang đi. Chị Trang ơi. Chị Trang. Hả? Có, mình cứ thắp đây xong mình coi bên đó. À, hôm nay là con rể về thắp nhang ấy nha bà. Qua hai vợ chồng thắp nhang kìa. Đưa cho bà xui xem có làm luôn không. Giờ ăn đâu hết rồi mà, để cái đấy riêng cho bà xui đi. Bỏ trong tủ cho bà xui, lúc nào bà xui ăn. Rồi bây giờ sang tập trung làm đồ ăn. Chơi, Tuấn thắp nhang bên này đi. Đây nhà vợ đấy, còn bên kia là nhà mẹ vợ. Nhà chị thắp nãy giờ. À, để cho anh Tuấn thắp một cây. Mẹ nó mẹ thờ đó giờ. À. Mẹ bà à. Mẹ cái đó là gì hả? Cà phê gì vậy? Này bánh tráng. Bánh tráng nhiều dữ vậy hả? Tráng mấy trăm tấm, ô mấy trăm cái. À.
Trong cái đùm rau á bà. Trong mấy cái bao á. Bởi đấy, bưởi nhà đấy, lấy lên trưng cũng được. Bưởi da xanh đấy. À, cứ bỏ ra đấy xong là đưa. Cho hàng xóm mỗi người trái. Cứ bỏ hết đấy, có hay không thì cũng bỏ đấy. Có hay không thì cũng bỏ đấy. À, thì hai bên bên này muốn lăn thì anh lấy qua lấy thôi cái gì. À. Đó, con cháu hôm nay biết là chị Trang với bà Xui về cho nên là tập trung ở đây khá là đông để đón tiếp gia đình nhà bà Xui.